chào chị. Ủa, bữa nay cậu về sớm vậy? À, hôm nay em thi mà. À, tôi quên. Ủa, mà chuyện nào cậu mới thi xong hết luôn? Ờ, à, như là ngày mai là xong rồi đó. Sao rồi chị? Ờ, vậy ngày mai thi xong, tôi có thể nhờ cậu một việc được không? Dạ được, chị nói đi em giúp cho. Tôi muốn xin một ngày của cậu sau khi cậu thi xong á. À, để ông bà cho chị đúng không? À, không phải đâu. Ngày mai sau khi thi xong, cậu đi chơi với tôi được không? Ờ, hả? Chắc là không được hả? Nếu mà cậu bận học á thì... không có, không có. Nhưng mà là đi chơi với chị hả? Ừ, tại tôi muốn đi công viên hay là đi đâu đó mà. Đi công viên? Ừ, tôi mới được nhận lương, tôi có thể bao cậu. Ờ, chị mới vừa rủ em là ngày mai thi xong, em với chị đi chơi công viên có phải không? Phải, nhưng mà nếu cậu thấy không tiện thì... Ờ, dạ không có, dạ tiện chứ. Ngày mai em đi xong đâu làm gì đâu. Vậy chốt luôn nha chị, ngày mai 10 giờ ở công viên. Vậy mai gặp nha. Dạ. Ủa, làm chung quanh hết hồn hả? Có sao không? Có sao không? Dạ, dạ, dạ. Mẹ ơi, cứu con. Anh xin anh cứu quá, anh xin không? Anh yêu cả gia đình mình, anh yêu cả nhà của mình. Như vậy là chị tâm ý hẹn hò với ông hả? Không có gì đâu, hẹn hò gì? Đi chơi công viên hả? Ghê ghê, đi chơi công viên là hẹn hò với lại gì nữa? Thôi, hẹn hò gì đừng chọc tôi nữa. Thôi, dòng ấy bây giờ, tới luôn đi. Phan đổ Trạng Nguyên, bữa nay là tới luôn rồi đó, bữa nay là đổ thiệt luôn rồi đó. Tỏ tình với chị đi. Hả? Sao vậy, dũng cảm lên chứ. Mình á hả, là cơ hội có 1 không 2 đâu. Thời của ông tới rồi đó, phải biết nắm bắt cơ hội chứ đúng không? Vậy hả? Ừ, bây giờ chị bật đèn xanh với ông rồi đó. Bây giờ, tới luôn, nắm bắt cơ hội luôn. Hả? Sao vậy? Thì tôi biết rồi. Hồi bữa nay ngây ngô, ngốc nghếch khờ khệch với vậy ta, bình thường già đời lắm mà. Khỏi kệ tôi đi. Phải vậy mới là bạn mình chứ, bạn mình ơi. Chị ơi, em thích chị rồi. Chị Tâm Ý ơi, Trạng Nguyên thích chị lắm. Chân tình lên, chân tình lên, chân tình lên. Trạng Nguyên yêu chị lắm, chị Tâm Ý ơi. Ôi, trẻ con quá. Tâm Ý ơi, anh yêu em. Anh bị khùng hả? Chị gì vậy? Anh đi ra ngoài cho em đi tè. Nãy giờ nghe gì không? Tự nhiên đứng trong gương đòi yêu với đương. Tự kỷ quá. Mày đi ra ngoài cho em đi tè nha. Rồi hả? Không gõ cửa gì hết. Yêu với đường. Nguyên ơi, xong chưa? Dạ. Chuẩn bị bài lưỡng bài vở kỹ càng chưa đó? Dạ, yên tâm, con đã chuẩn bị xong hết rồi. Học bài có kỹ không á? Dạ kỹ, mẹ yên tâm đi. Con là niềm tin và hy vọng của cả nhà nghe chưa? Dạ. Bữa nay con vẻ tự tin quá ha. Dạ dĩ nhiên con học bài kỹ lắm. Em đi nha. Con đi à. Cố lên á. Dạ. Sao bữa nay nó vui quá vậy anh? Ai biết đâu. Bữa nay học kỹ nên tự tin đó mà. Không phải đâu, tại ảnh đang bị bệnh tự yêu mình. Thôi ông đi nha. Dạ con đi luôn. Rồi thôi chào cả nhà nghe. Dạ nha. Con chào cả nhà. Đi đi học nè. Cô đi luôn. Dạ. Cô nhà nha con. Thank you.
chốt luôn nha chị. Ngày mai 10 giờ ở công viên. Mình vô trong nha. Wow, ở đây đẹp quá à. Ê, chụp hình cho tôi đi. Dạ. Rồi, hay là mình chụp chung nha chị. À, chị ơi, chị chụp giùm tụi em tấm hình. Dạ, cảm ơn chị. Đưa đó coi chị ha. Được mà, tại vì hôm nay em bị đau bụng thôi. Ủa, cậu bị đau bụng hả? Nếu mà cậu thấy mệt thì mình đi về nha. Thôi không được. Ở đây còn nhiều trò chơi vui lắm, hôm nay phải chơi thiệt đã mới được về. Bộ cậu không thấy mệt thiệt hả? Em hết mệt rồi. Bây giờ mình kiếm trò nào nó cảm giác mạnh hơn mình chơi nha. Nha nha. Ủa chị ơi, sao mình không chơi trò cảm giác mạnh chị? Từ nhỏ tới giờ tôi chưa có được chơi trò này. Bây giờ chơi thấy vui lắm. Vậy lát mình phải chơi trò cảm giác mạnh nha. Vậy thi không? Hả? Thì thi cái IP nhanh hơn. Dạ, dạ. Còn cười gì nữa? Mau phi đi. Coi em nha. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Chị à, em nhất định sẽ tỏ tình với chị. Hôm nay đi chơi vui quá chị ha. Tôi cũng thấy vậy. Chị ơi, em muốn nói... Mình ngồi đây nghỉ một chút rồi đi ha. Được. Sao vậy? Không có. Uống nước. Em đi mua nước nha. Chị ngồi đây đợi em chút. Giữ em cái giỏ nha. Phan Đỗ Trạng Nguyên, thời cơ tới rồi, mày phải biết tận dụng chứ. Cơ hội không bao giờ đến lần thứ hai đâu. Dũng cảm lên, cố lên Trạng Nguyên. Hôm nay vui lắm luôn á. Em cũng vậy.
chị. Chị nói trước đi. Thôi, cậu nói trước đi. Thôi, chị nói trước đi. Thật ra hôm nay tôi cố tình rủ cậu ra đây là có một chuyện muốn nói với cậu. Chuyện gì vậy chị? Ba tôi đã gọi điện cho chị em tôi. À, ba nói là công việc của ba đã ổn. Vậy là tốt rồi. Và lần này ba về là rước chị em tôi ra nước ngoài sống chung với ba. Chị em tôi sẽ đi nước ngoài định cư luôn. Tôi hẹn cậu ra đây chỉ để báo chuyện này thôi. Khi nào chị đi? Chắc là tuần sau. Vậy thì tốt quá. Thôi trễ rồi, mình về đi chị. Nhưng mà cậu còn chưa nói xong mà, sao về rồi? Chuyện đó không còn quan trọng nữa, mình về thôi chị. Bây giờ có nói gì cũng không đủ. Bấy lâu nay nhờ cậu mà công việc của tôi cũng đỡ vất vả phần nào. Cậu dạy cho tôi học, cậu không coi tôi là người ở. Hơn nữa, cậu còn thích tôi thật lòng hơn ai hết. Cảm ơn cậu. Những tình cảm của cậu tôi đã biết từ lâu rồi. Vậy tại sao chị làm như chị không biết? Thì tại sao chị lại bỏ tôi? Tự nhiên chị đi như vậy rồi tôi biết phải làm sao? Tôi vẫn chưa tỏ tình với chị. Cũng
như là chưa nhận được tình cảm của chị dù là chỉ một lần. Tại sao chị làm như vậy? Chị coi như ngày hôm nay là ban ơn nhằn tội nghiệp này đúng không? Không phải đâu mà. Nếu không thì là gì cái gì? Chị cho tôi hạnh phúc rồi cướp mất đi của tôi. Chị của tôi là cái gì? Cậu Nguyên, tôi có điều muốn nói với cậu. Nhưng mà thì ra chị còn yêu cầu của tôi đúng không? Xin lỗi cậu, xin cậu cho tôi giữ lại điều thầm kín này cho riêng mình. Cậu hiểu cho tôi.